Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại hội nghị quán triệt toàn quốc sáng ngày 1 tháng 12 do Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương đã trình bày các nội dung chính, trọng tâm, việc triển khai tổng kết nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trong phần trình bày ông lê minh hưng nêu một số nội dung định hướng liên quan tới việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị báo cáo tại hội nghị trưởng ban tổ chức trung ương lê minh hưng cho biết các cơ quan đang nghiên cứu đề xuất sắp nhập kết thúc hoạt động của một số cơ quan đảng ở trung ương với các cấp ủy tổ chức đảng trưởng ban tổ chức trung ương lê minh hương cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất sắp nhập ban tuyên giáo trung ương và ban dân vận trung ương nghiên cứu kết thúc hoạt động của ban đối ngoại trung ương chuyển các nhiệm vụ chính về bộ ngoại giao một phần công việc về văn phòng trung ương đảng theo phương án trưởng ban tổ chức trung ương đưa ra, cấp có thẩm quyền cũng nghiên cứu kết thúc hoạt động các tạp chí của các ban đảng trung ương, chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan về tạp chí Cộng sản, tập trung xây dựng tạp chí Cộng sản là cơ quan nghiên cứu tuyên truyền lý luận chính trị của ban chấp hành trung ương. Đồng thời, trưởng ban tổ chức trung ương Lê Minh Hương cũng nêu đề xuất kết thúc hoạt động của ban cán sự đảng chính phủ, Lập đảng bộ chính phủ trực thuộc trung ương gồm các tổ chức đảng trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ và một số đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước có cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc đặt tại cơ quan chính phủ. Phương án được đưa ra cũng tính tới việc kết thúc hoạt động của các ban cán sự đảng, lập đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trực thuộc đảng ủy chính phủ. Kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, lập Đảng bộ Quốc hội trực thuộc Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan thuộc khối Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước có cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc đặt tại cơ quan Quốc hội. Cùng với đó, ông Hưng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ. Tại tỉnh Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Bình Định vừa diễn ra các hội nghị để triển khai quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, sáng 28 tháng 11 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định điều động phân công ông Lò Văn Cương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024 điều động bổ nhiệm bà Đào Bích Vân, tránh văn phòng tỉnh ủy, giữ chức vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Giao quyền tránh văn phòng tỉnh ủy cho bà Vũ Thị Lương, phó tránh văn phòng tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền trao quyết định bổ nhiệm lại ông Lý Thanh Tâm giữ chức vụ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thời hạn bổ nhiệm lại 5 năm kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2024. Trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Phạm Công Đức, Phó Tránh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 cho đến khi nghỉ hưu theo quy định ngày 1 tháng 10 năm 2026. Song song với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. Tại Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Giờ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư huyện ủy Phù Mỹ đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này. Ngoài ra, quyết định luân chuyển bà Thái Thị Mỹ Hoàng, Phó trưởng phòng Phòng nghiệp vụ 1, cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đến nhận công tác tại thành ủy quy nhơn giới thiệu để thành ủy quy nhơn bầu tham gia ủy ban kiểm tra thành ủy và ủy ban kiểm tra thành ủy bầu giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy quy nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 luân chuyển bà nguyễn thị lệ hoa phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy quy nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng của cơ quan này. Tất cả các quy định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2024. Sáng 30 tháng 11 năm 2024, tại sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2024. Tại khu vực chính sân khấu ngoài trời của triển lãm, hơn 2.000 người thuộc binh chủng đặc công, quân quyển biên phòng, trường sĩ quan chính trị, quân nhạc, nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghiệp vụ, võ thuật. Buổi hợp luyện mở đầu với màn trình diễn nhào lộn của lực lượng không quân thuộc Trung đoàn 927 và Trung đoàn 916, quân chủng phòng không không quân. Bảy chiếc tiêm kích Su-30 MK2 xuất phát từ sân bay kép Bắc Giang, bay theo hai biên đội, nhóm ba chiếc đi trước và nhóm bốn chiếc nối tiếp. Tiếp đó, 7 trực thăng Mi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, trong đó 3 chiếc dẫn đầu mang theo cờ tổ quốc, 4 chiếc còn lại bay phía sau. Các lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, mỗi khối gồm 100 người, cùng các khí tài quân sự hiện đại di chuyển tạo hình trong không gian biểu diễn. Buổi luyện tập còn có sự tham gia của khoảng 500 chiến sĩ đặc công, bộ đội biên phòng và chó nghiệp vụ, trình diễn nhiều màn võ thuật đặc sắc và vượt chướng ngại vật. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hợp luyện nghiêm túc của các lực lượng. Ông đặc biệt khen ngợi các phi công Su-30MK2 và đội ngũ sĩ quan mặt đất đã thực hiện thành công những bài biểu diễn kỹ thuật phức tạp với độ an toàn tuyệt đối. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ban tổ chức biên tập lại kịch bản lễ khai mạc thể hiện tinh thần, sức mạnh, đoàn kết của quân đội. Bộ trưởng nhấn mạnh: Sức mạnh là đây, quyết chiến, quyết thắng là đây. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết đây là dịp khẳng định với thế giới rằng quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, với mục tiêu tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng hiện đại. Triển lãm sẽ là hình ảnh đại diện của quân đội nhân dân Việt Nam ra toàn thế giới. Những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân thể hiện sức mạnh của mình bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới sẽ được thể hiện rõ trong triển lãm. Biểu dương lực lượng không quân tham gia bay chào mừng, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ, những phi công của chúng ta những phi công anh hùng góp phần thể hiện sức mạnh của quân đội với thế giới. Hình ảnh của các đồng chí sẽ lan tỏa trên thế giới. Hành động của mỗi chúng ta đại diện cho dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm lịch sử, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, thực sự là ngày hội thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, nhất trí, trên dưới đồng lòng. Thời gian từ nay đến ngày tổ chức triển lãm không còn dài, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tất cả lực lượng, đơn vị nỗ lực hết sức, ngày làm việc, Đêm suy nghĩ xem còn những gì để ngày mai ta sẽ làm tốt hơn ngày hôm trước, để mọi người dân và bạn bè quốc tế đến dự theo dõi triển lãm thấy rằng không chỉ trong chiến đấu mà trong thời bình, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng danh bộ đội cụ hồ. Ngày 30 tháng 11 năm 2024, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8. Tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo nghị trình, đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, biểu quyết thông qua 3 luật và nghị quyết, gồm luật tư pháp người chưa thành niên, nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Tiếp đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp công nghệ số. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Từ 11 giờ 20 phút, Quốc hội họp riêng để biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua các nội dung luật dữ liệu, luật điện lực sửa đổi, nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Từ 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Nghị quyết kỳ họp sẽ bao gồm các nội dung về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại nghị quyết số 94 của Quốc hội. Các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Để tổng công ty hàng không Việt Nam sớm phục hồi và phát triển bền vững về giảm thuế giá trị gia tăng. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15.